Bá Thông đã ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Anh chàng Xuân Nghị vẫn tất bật với lịch diễn của mình. Đi chơi vui vẻ. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nhá. Này em định đưa cho anh bịch collagen mà ai đã uống mất hết rồi. Chỉnh mặt rồi, chỉnh thôi. Hôm nay là ngày cuối tuần, các thành viên còn lại được nghỉ ở nhà nên đã quyết định sẽ dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Và Hoài Thương đã nảy ra ý tưởng. Đây là Thương thì có đi quay một bộ phim á, thì anh không có rủ là bọn mình sẽ đến coi đoàn phim của anh. Ở đâu? Ở đâu chị? Ở phía bên nhà thờ Đức Bà em. Đảm bảo rất nhiều bộ câu và rất đáng. Mà tao lấy còn một câu đó chị. Cái này mấy ảnh của ông ấy không? Cái gì? Dạ. Thạch hả? Anh Thạch hả? Người lãng mạn. Sáng sủa. Chó hay khôi nói vậy mấy lần rồi nè. Ủa miếng này. Anh bán bóc cho em mà sao không? À không, anh chỉ anh con đưa cho chị này bỏ cho em uống được không? Chứ còn mình bốn đứa thay phiên uống. Dạ. Chú uống đi, trời. Nói cho buổi trước. Uống đi xong rồi tới em với Thương. Khổ tâm ghê nhưng quay được lại. Anh đã đang làm việc gì thì em sẽ đi theo anh cả ngày hôm nay. Thôi. Có 1001 việc. Em đang nói là anh đoán lại, anh đoán lại một việc đi. Đoán đi. Đoán lại một việc hả? Em sẽ theo anh cả ngày hả? Dạ vâng. Cả khi anh đi vệ sinh hả? À không, vệ sinh thì che nắng. Che nắng, che nắng. Che nắng hồi gì đó. Em sẽ đợi anh ở ngoài. Che nắng. Ừ, cũng có thể hả? Đúng không? Anh bãi bị nắng là mình sẽ cần. Em đếm nè. 10. Khoan, từ. Cho tao 3 giây. 3 giây thì có 3 giây. Em sẽ cho anh 11. Chờ người ta cho 10 giây không chịu. Ờ, đúng là ý lên rồi đó, giờ chỉ có nắng thôi. Rồi. Chị nắng hả? Cầm váy hả? Câu trả lời là anh có thể xe wifi cho em luôn. Em sẽ đi cạnh tốt anh cho ghê rồi đó. 1 mét. Có một come on baby đi chết chết. Hey. Come on guys. Đây thật là tự tin. Mặc được bộ đồ mà mình mặc. Trời ơi. Là một đạo diễn trẻ nên Bá Thông luôn bận rộn với các dự án của mình. Đó là lý do khiến anh chàng ít có thời gian ở nhà chung. Thì tụi con vô hàng ngang nè. Khi máy chạy á, đây đứng vậy phải không? Rồi nhập lại hàng ngang. Nhập hàng ngang đây. Đây. Rồi đây. Bà con vô. Đúng rồi. Dạ, ngược rồi, con ngược chữ rồi nha. Rồi. Ok, good. Đứng này nắm tay luôn nha, ở giữa nè. Đi ngang qua cái nhỏ này nè. Đi ngang qua vậy. Xong rồi nắm tay. Rồi, ok. Xong rồi mấy cái tay nè, Đi thẳng cái máy luôn. Đi tay vô máy. Rồi, vậy cho một sụt luôn ha. Cho một sụt này luôn đi ha. Đó chạy, viết. Lên. Đấy. Có coi quay không? Chị ấy đâu? Chị Thương đâu? Mình ăn vô nè, mình ăn vô. Vô sâu chút, vô sâu khung chút mới thấy, chưa thấy. Rồi. Chị nó cũng lanh. Con của tim nè. Viết. Menu nè. Theo đây luôn nè. Rồi, tự nhiên cái vô kiếm mọi người, cái mọi người đi ra. Sao này mặc người giống nhau vậy? Khi mà Vi chuẩn bị ra để gặp riêng ban tổ chức để quay phỏng vấn giống như bây giờ nè, thì coi có nói một câu. Tấu tay bù sầu kìa. Một thái độ giống như là phải nói sao ta, giống như cũng một người bạn trai vậy đó. Nên cái điều đó khiến mình rất là băn khoăn. Hồi nãy biết sao em nhìn thấy này rồi, có xíu nhìn qua áo này, ủa sao đổi dạng như lẹ vậy? Anh kêu gì? Ủa vậy bây giờ cái này là quay xong luôn á hả? Còn xíu.
xíu, nhưng mà linh tinh cái quay đi sập 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 cái cảnh này nó bắt đầu tới chiều mới đi lên cái tàu Alita. Ủa vậy khi nào anh quay xong? Tối. Ồ. Ủa anh là cái đã quay MV vậy? MV. Bảy đến giờ xong. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn một chút. Anh ăn đoạn giảm cân đi, bắt đồ nồ mà. Trời. Qua cũng ngon mà bao nhiêu mệt sao ăn không? Trời, hôm qua nhiều quá. Ăn no không chịu nổi. Em ăn được vài miếng rồi xong em vô ngủ. Hôm qua em với lại Thương á, lúc mà nhắn tin cho anh á, em với lại Thương ngồi 8 tới 2 giờ mấy. Tới 2 giờ đêm á nha. Xong 2 giờ đêm lúc mà em nói anh đi rửa mặt á là em đi tắm. Xong đi rửa mặt xong rồi vô nhắn tin cho anh, lúc đó anh ngủ rồi. Chứ cần gì nữa. Đợi, anh nằm lại mà để rung không có gì hết chứ. Cũng muốn đeo nặng này luôn. Sao mình không vô dồn mình uống chung bữa đi thử ai cho nha. Vô đi rồi cái mồi nó xích lớp xích lớp xích lớp. Em nghĩ là mình sẽ tìm người trở lại gặp dài chăn. Ủa bên kia vừa bốn người mà đúng không? Không ngờ chuyến thăm của các thành viên đã vô tình phát hiện ra một bất ngờ thú vị. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Bá Thông. Rồi chúc Thông cũng mới thì nhiều thành công mới và con Mỹ sẽ làm theo thành công nữa. Rồi cảm ơn mày đầu nhiều. Cảm ơn tụi con nha. Ủa hôm nay sinh nhật anh Thông hả? Hôm qua rồi. Hôm qua rồi hả? Nghe là sinh nhật muộn. Sao ai nói không ai biết gì vậy? Biết mà. Đâu ai biết đâu. Không ai biết hết á. Sinh nhật anh hay bất ngờ nhiều thứ đó ta. Vào ngày đặc biệt của mình, có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được chính cô gái mà mình đang để ý tự tay chăm sóc như thế này. Và không chỉ có thế. Cô Linh, cô Vi với cô Thương thì ai đẹp nhất và nhìn hợp với chú nhất? Cô Vi. Sao đồng lòng vậy? Bữa nay mấy con có ăn hối lộ từ chú Thông không vậy? Hả? Có không, chú Thông có cho mấy con ăn không? Có mua cho bọn con ăn cơm hả không? Hồi nãy chú Thông có dặn nhỏ mà con là nói cô Vi không? Đẹp không? Dạ thiệt. Là không được nói dối nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Ghê luôn. Rồi thôi, cảm ơn các con. Về, để giúp chú, đâu đi về. Dạ ăn rồi, cảm ơn. Ừ, thế hai mình đâu làm ngồi, mình ngồi kế nhau đi. Mình cầm tay nhau đi. Có hai vấn đề mà con nên đọc lời. Thứ nhất là tác và thứ hai là nhân sắc. Hỏi là bạn nào mà hợp với anh nhất thì bọn em nghe đỡ tổn thương hơn. Đúng không? Hay là kêu em mình hỏi lại đi. Bây giờ chính thức dần anh không về đây rồi. Chết rồi. Trong một phút hoang mang. Ê một phút. Thôi uống nước đi. em nghĩ là nhưng mà mẹ em là không, bọn em cũng hơi cảm thấy có lỗi với anh bởi vì sinh nhật mà cũng không biết hả? Món quà không có, đã có món quà lớn hơn là mọi người đều ở chung với nhau, vui vẻ với nhau, đó là món quà lớn. Ông thích cực kỳ thích luôn, chơi nhà chung cực kỳ thích luôn. Tại vì chơi mọi người có những hoạt động với nhau nè. Ok. Hoạt động chung với nhau. Em thích nghĩ là em lại muốn ngủ chung với cả mọi người rồi đấy. Mình ngủ chung đi. Mọi người nữ đúng không? Mình dồn luôn hả? Mọi người nữ đúng không? Mọi người nam hay nữ không? Em bình thường à? Ý là ngủ chung nhiều là sao? Nhiều khi tâm nguyện của là em muốn nam. Đúng là tổ chức một âm muốn. Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Trễ rồi. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm một chút công việc, chia sẻ một chút mệt mỏi. Tại vì thấy mọi người mình rất là vui. Ủa sao chứ trả bài quá ta? Kỳ quá. Mấy giờ anh về? 8 giờ anh mới về. Ok rồi, được thì tốt. Thôi bây giờ anh làm việc đi. Bây giờ mọi người cũng về nhà chung rồi. Rồi ok. Nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người đã ghé. Ừ bye bye. Làm việc tốt nha. Chúc mừng sinh nhật. Tối đi, tối mình chơi rồi. Như là không phải chỉ con. Chia tay Bá Thông, cả hội đã quyết định sẽ bù đắp cho anh chàng bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đầy bất ngờ. Cái câu này nó phải hay vì đó chứ em không có mua kiểu vớ vẩn. Không em nghĩ là cái ly này thì sao? Anh không có thích không? Hay là cái bình cắm hoa này anh có thể để ở nhà? Trời ơi. Chai cắm hoa. Hay là mua cho anh cái con cá ngựa đi.
Thôi anh không thích đâu, anh con trai mà. Ờ anh là con trai mà. Tại vì công việc của anh cũng gì quên hết. Nên mua cái gì mà anh có thể mang theo được. Thôi mà chị tặng cái này nó có lố không em? Không không sao. Dễ thương. Không sao, tặng cái áo. Cái áo này là dễ thương lắm đó. Áo đi với lại cái đó luôn hả? Áo Pikachu. Với lại cái này luôn. Ờ, không anh biết không, bây giờ bọn em người ta đã 29 tuổi không, rồi. Không đó nè, bây giờ bọn em bàn rồi. Tối nay là bọn mình sẽ theo cái phong cách mà dễ thương rồi quay trở lại thời con nít ngày xưa. Cột hai chùm rồi. Dễ thương là nó bự đó. SL là bự đúng không? Tại vì ảnh mặc nó bự nhất luôn á. SL là to nhất luôn. Tối nay cho nó mặc nguyên bộ đồ vàng cho nó nổi. Xong rồi đeo thế này nữa là siêu dễ thương. Các cô nàng bàn tính rất kỹ để làm sao mang đến cho Bá Thông niềm vui thật bất ngờ. Cơm sao mới được chỉ là đỏ sao? Anh vừa thổi bong bóng, anh vừa lặt rau á nha. Nhanh nhất có thể. Ok rồi. Cố lên. Em bảo này hay là mình không nhặt á, mình vứt cái này đi. Tụi lao. Rồi tí nữa thiếu ăn rồi, thiếu đồ ăn. Chỉ còn mấy cọng thôi không sao đâu. Và suốt buổi tối hôm đó, Tường Vi luôn cắm cúi, đặt hết mọi tâm huyết vào một món ăn. Ở đây nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi. Nấu kịp không? Là đến 8 giờ, là đến 7 giờ. Chỉ bởi một lời nói bâng quơ của ai đó. Có nấu cơm, có nấu gì ăn không? Chắc có, tối anh cứ về đi, 8 giờ anh về. Em nấu hay nấu? Chắc là em sẽ phụ mọi người nấu. Rồi tại anh đang thèm một món mà, để tưởng gì thôi, yêu cầu. Không, anh nói đi. Anh đang thèm thịt bằm viên chiên. Thịt bằm viên chiên hả? Là thịt bằm xong cái vò viên là chiên ăn. Thịt bằm xong rồi vò viên lại à, rồi vậy chiên hả? Ừ, để em hỏi mọi người coi mọi người biết làm không? Tự nhiên thèm món đó. Ok. Thịt bằm viên chiên đúng không? Ok. Đây. Ngon. Đến đây đúng không? Ghê lắm. Em cắn miếng luôn. Ồ anh bị không? Em không. Ăn là anh la với lại mà em cắn miếng luôn nha, hết miếng cũng rồi. Ngon đúng không? Ngon gì đó, chị thèm một này đi. Hơi nóng. Wow, lần đầu tiên làm món này luôn á. Có lẽ những hành động này của Tường Vi hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà cô đã tâm sự hôm trước. Em không biết là tình cảm của em với anh Thông như thế nào, nhưng mà em rất là sợ tổn thương anh Thông. Em sợ anh Thông thích em nhưng mà em không thích anh đó. Alo. Alo anh nghe nè. Khi nào anh xong việc? Anh vừa xong, em vừa gom đồ xong nè, chuẩn bị đón taxi chắc về thẳng nhà chung luôn. Chắc khoảng khoảng bao lâu là anh về tới nhà? Anh đang ngồi phố đi bộ á. Khoảng bao lâu? Chắc khoảng nửa tiếng ha. Chắc nửa tiếng chắc về. Nửa tiếng. Ok rồi hỏi thăm thôi hả? Tâm trạng háo hức, cô nàng còn chủ mưu lập một kế hoạch bí mật dành cho Bá Thông. Anh nói về thì anh nói sẽ kêu cửa đúng không? Đúng thì chắc chắn là như vậy thì mình sẽ ra mở cửa rồi. Bây giờ thì anh, mình anh Khôi sẽ phụ trách ra mở cửa. Không. Hoặc là như vậy nè, tắt đèn đi xong rồi giả bộ anh nhà bị sao, điện bị cái gì, mấy anh giờ đấy anh sửa không được. Tại vì anh có thấy tắt điện, anh sẽ thắc mắc tại sao tắt điện. Không, tại vì Khôi sẽ ra mở cửa. Nhưng mà anh sẽ thấy trong nhà là không. Đúng rồi, cũng hay, cái ý đó cũng hay. Có nghĩa là Khôi ra mở cửa, thì xong rồi anh nó mới vô đây thấy là trong nhà tối thui. Thì có nghĩa là bọn mình nói là, anh ơi, tự nhiên nhà bây giờ cúp điện hết rồi. Không, mình sẽ không nói gì luôn. Ông Khôi ra nói là cúp điện từ chiều giờ chắc nóng chết mất, đang nấu rồi nó tức là sẽ ngồi kể lệ. Kêu là mấy bà kia đang nấu cơm trong kia mà cơm tắt điện, cái cơm bị cháy rồi, tức sẽ kiếm cớ ra. Chị nghĩ là cái này nè. Cái chỗ này nó không có cửa mà em ơi. Có người tắt điện kêu bọn mình đi vắng hết rồi. Kêu đi ra ngoài mua đồ hồi gì đó. Hồi nãy rồi kêu là anh về ăn cơm mà nó xong nó kêu. Thì kêu là cô nó ra ngoài mua đồ gì đó. Vậy thì sao? Nhưng mà ý là vô đây á thì sao? Vô đây rồi thì sao, chị muốn sao? Chị muốn là khi mà anh cô dẫn vô phát vô để bật đèn lên là bài hát đã vang lên rồi. Để cho anh bất ngờ. Nhưng mà cái lý do là khi mà anh Thông sẽ thấy là tắt điện, anh Thông sẽ tự đoán ra. Tại vì đúng là nhà của anh sẽ tự đoán ra, thì hiểu không? Phản ra mình sẽ tự đoán ra. Thì là cho anh cô nói một câu là nhà mới mất điện. Ừ đúng rồi, cũng hay. Thì đó ý chị nói cũng hay. Không có cái nghĩa là anh có nghĩa là anh Khôi sẽ nói với anh Thông là nhà cúp điện rồi, nãy giờ mấy bà kia thì đi đâu hết rồi, có mình tôi ở nhà. Thì xong rồi anh Thông mới bước vô cửa đây thì mình sẽ mở nhạc lên, mình sẽ nhạc happy birthday á, thì
xong rồi quăng cái này xuống. Quăng xuống á, ông quăng thì quăng từng chữ được không? Ê, bọn mình nhờ bọn mình lấy keo thay mặt, keo băng keo thay mặt đó em, mình dán là người yêu này nó sẽ xếp theo hàng dọc xuống á, mình thả từ đây xuống nè. À cũng hay. Vì ông Vi nó đang ở nhà, tụi nó đồn ầm cả chiều giờ có đứa nó đòi bỏ cuộc. Gì, ai bỏ cuộc? Vi nó bỏ cuộc. Mà phải gì không? Rồi, nói nghe nè. Nói nghe nè. Làm tranh kính thì đừng làm diễn viên nha. Làm tranh kính thì đừng làm diễn viên. Diễn dở quá. Diễn dở quá. Ai khóc đâu? Ai khóc? Lên phòng an ủi nó đi. Tự nhiên cái gì diễn viên làm tranh kính, diễn viên dở là sao? Happy birthday. Trời, ủa sao nhà không mở được? Cái gì vậy? Nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra hơi sai so với dự kiến ban đầu. Hả vậy? Chứ sao bây giờ biết rồi đấy em. Ghét bà đi. Mọi người kia đó. Có như người này thôi á. Mọi người đâu? Người bận. Mọi người đây đúng không? Không. Còn nhiều trò lắm, em đứng yên đi đều nhé, nhớ vàng luôn. Hơi hồi hộp. Anh trai, có gì ghê ghê rồi, đứng chờ đi em. Tâm lý là anh đang lên giỏi em khóc quá Vi. Vui không? Bất ngờ đâu rồi, đâu hết rồi. Phải nói là hơi fail. Fail quá, fail rồi. Trời trời. Nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không hiểu thì thật sự không hiểu gì xảy ra. Bây giờ thì nói chung là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với anh. Thì mọi người có chuẩn bị mời anh đón nhận cái bánh kem. Nói chung là chỉ mua được bánh kem thôi ạ. Tất cả nấu được một vài món vô vần. Anh đem món lại cái rồi tôi hiểu vậy. Anh ăn nhiệt. Hương ơi. Anh ơi, với cả bọn em có một thông điệp muốn gửi đến anh. Birthday. Ai? Hương hả? Cái câu này của ai? Là của ba bọn em. Thế thì kết thúc bài hát là sẽ thả cái này xuống, coi là cái sự lựa chọn của anh như thế nào. Sao bất ngờ đúng không? Cái này là quá bất ngờ đúng không? Bất ngờ được rồi. Anh đã là ngày hôm nay ai sẽ tỏ tình với anh? Anh không nói được gì nữa. Thôi chúc mừng. Có cảm xúc được rồi, không lẽ vui lên. Lên lên nến, lại lên nến. Thì không liên quan đến nhau thì mà sao. Bây giờ này nè, cái này đầu tiên á. Cái này hoa của anh từ trước đâu. Của em. Anh ơi, biết anh thích Doraemon nên em đã đặc biệt tặng món quà này cho anh. Pikachu. Dạ. Mở bố ba. Thôi mà bỏ nó ra ngay lập tức. Bỏ nó ra. Bỏ nó ra cái này ra. Không. Ăn cơm. Hình như là đây, anh nói là đây là món anh thích đúng không? Đúng. Thử đi. Đúng không? Đây là cái gì em biết tôi. Sorry. Lấy thêm cái bạn nữa. Ngon không? Trời, thấy hình như là miệng trưởng quá hả? Ừ, ngon mà. Thôi kệ, bây giờ ngon không ngon thì mình vẫn ăn thôi. Nó ngon nhiều quá, nó là món đó làm. Món này là món em nhặt rau. Em làm nha. Bởi vì biết thôi, anh rất là thích món này nên em làm cho anh ăn. Mà anh thích viên nhỏ hơn một phần tư. Dễ hả? Nhỏ xíu vậy hả? Một phần tư này thôi. Làm vậy lâu lắm. Một buổi tối quá đặc biệt với Bá Thông, có lẽ anh chàng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng thể đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi. Gần nhau hơn nữa. Có những lúc
đêm đã buông, nhưng niềm vui trong căn nhà màu hồng vẫn chưa thể chấm dứt. Các thành viên lại quây quần cùng nhau tâm sự để có thể hiểu nhau hơn qua trò chơi nói thật. Giờ nè, chơi chơi. Một á là sẽ trả lời thật cái câu hỏi mà mọi người đưa ra. Còn không á, không muốn trả lời câu hỏi đó thì phải làm một điều gì đó. Một cũng mọi người đưa ra rất là stupid. Cuối cùng thôi em. Em nghe từ rồi em thích anh. Em thích anh. Lần cuối cùng của cô với bạn trai là khi nào? Hello. Hello. Dạ em báo má. Anh ơi, thảo ra. Ok, xong rồi, bây giờ mình. Dạ em muốn trả lời, em muốn liếm chân. Lẹ. Để đi. Thôi liếm chân đi. Lần cũng có hình như là tôn trọng đi, ta ta lên. Bạn trai à? Chơi với bạn gái. Ôi mẹ. Rồi xong. Cái tên là một tuần. Cái gì vậy má? Vậy mà mới trả lời là lâu lắm không nhớ. Cả đám ngồi chung một phòng, cả đám nhớ luôn. Sao nữa, gọi gì nữa? Thì đấy là gọi ngồi chung với con trai đó. Chưa, tao biết mà, biết bà đấy nghe thơ lắm. Bà thông lắm, bà thông lắm. Biết ngay mà giả bộ nghe thơ, trả lời. Người mà khác phải mà em thích nhất trong nhà chung là anh. Không, không trả lời là liếm đầu anh. Trả lời đại đi, anh đúng không? Sao mấy người không thẳng thắn nhờ, à. Phải trả lời ngay vậy. Rồi sao, nếu mà không trả lời thì làm cái gì? Mười. Anh Thông. Anh Thông. Anh Thông. Thông. Liệu câu trả lời của Tường Vi có phải là lời thật từ đáy lòng, hay chỉ để che giấu cho sự thật giữa cô và Xuân Nghị? Còn Xuân Nghị, anh ấy vẫn mãi mê theo đuổi đam mê của mình, với lịch trình luôn bận rộn. Liệu có cảm thấy bất an cho tình yêu của mình? Hoàng Thạch cũng vừa kịp về để tham gia vào cuộc vui. Hỏi gì? Hỏi em nữa hả? Em hỏi không, thôi nào biến thái. Ai hỏi em vậy? Ngoài cái gương mặt của con gái Khôi bị hấp dẫn bởi cái gì á, cơ thể của phụ nữ. Trời, trời ơi. Ủa bình thường quá hả? Trời ơi, quá bình thường. Trời ơi. Vậy trả lời đi. Để suy nghĩ, để nhìn. Vậy cũng suy nghĩ, kêu bình thường. Để nhìn lên để mà suy nghĩ đó chứ. Rồi vậy biết rồi, vậy là hiểu rồi á. Nguyên vỏ luôn. Nguyên cái vỏ kìa. Em hiểu rồi. Thôi trả lời, nhìn em đi, em nhìn em đi em. Nhưng mà nói chung vòng một là cái mà gây sự chú ý với lại anh trai nhiều hơn. Ngoài cái ngoại hình, ngoài ngoại hình, Khôi nói riêng, anh trai nói chung. Con trai lợi thích cái khác thì sao em biết không? Nếu mà em ngủ à. Em không trả lời á, em phải liếm giái tay anh. Mắt Khôi, đó là mắt Khôi. Cái mắt nó giống. Anh hỏi em đi, em là người rất thẳng thắn. Thẳng thắn luôn. Mình phải mắt xa cái này nữa. Đây còn hỏi rất nhiều quá, nhìn mặt nhiều quá. Anh cũng đừng biến thái vừa phải thôi. Em cũng biến thái lắm nhưng mà vừa phải thôi. Rồi đi. Em mặc em ngực xa bấy nhiêu. Trời đất ơi, tao nhìn tao đoán được rồi. Tao không biết. Sai đúng không? 80 của sao Việt Nam là sai 36. Hỏi thôi chứ anh cũng. Xem ra anh chàng cũng không quá hiền lành như mọi người tưởng. 36 cúp B phải không? Cúp B. Rồi. Tới đây. Bằng sai này hả? Sai chung áo biết. Và Hoài Thương có vẻ đã bị sốc tâm lý khi được nghe những lời như vậy. Về phía anh Khôi thì em rất là bất ngờ với nhiều câu trả lời của anh. Ví dụ là anh nói con trai quan tâm vòng nào nhất thì anh trả lời là vòng 1. Thật ra em thích một người đàn ông á, họ quan tâm nhiều hơn đến tâm hồn của một người phụ nữ. Không biết cái mong ước này nó có quá phi hiện thực không, nhưng mà đó là một cái hình ảnh về một người đàn ông sâu sắc. Nếu như Hoài Thương nghe thấy những lời thế này, cô ấy sẽ đau lòng như thế nào? Sau một ngày đi chơi với Thương thì anh cảm thấy Thương cái gì đó không thật. Nói chuyện, nói về tiếng ngoài Bắc á, chị dùng từ điêu. Không nghe được nhanh nói. Không nghe nhưng mà em à, anh nghe không quen đúng không? Nghe không quen, với lại kiểu nói chuyện tiếng nói sao ta? Kiểu như không hợp đúng không? Không thật. Ok. Cái gì đó không thật, điêu. Còn đây là suy nghĩ của Tuấn Khôi. Giữa Khôi và Thương thì chắc có lẽ là vì
Tính cách hai đứa thời gian qua có lẽ qua cách tiếp xúc nói chuyện thì có lẽ là chưa có hiểu nhau lắm. Và Khôi không, mấy ngày đầu thấy Thương cũng ít nói và mọi thứ đó, cảm thấy rất là ok. Sau này thấy Thương có gì đó Thương khó hiểu và Khôi không muốn. Có lẽ tình cảm Khôi bây giờ nghiêng về Linh nhiều hơn. Tại vì như Khôi nói, giữa Khôi và Linh có cái gì đó khá là thú vị và cảm thấy Linh cũng có một chút gì đó, qua cách nói chuyện có một chút gì đó cũng có cảm tình với Khôi.